Đây là Izai, cậu là một game thủ siêu cấp vừa phá đảo thành công trò chơi mà cậu cày suốt thời gian qua. Đột nhiên khi cậu tỉnh dậy thì cậu thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ nào đó. Cạnh cậu là một cô gái đang bất tỉnh, cậu đã có lòng tốt định giúp cô tỉnh dậy thì lại bị hiểu nhầm và rồi bị đấm. Cả hai chẳng biết đây là nơi nào, đột nhiên có tiếng động lớn khiến Izai phải quay lại kéo cô gái kia đi trốn, cả hai phát hiện một con gấu khổng lồ. Đột nhiên Izai hát xì khiến cả hai bị lộ. Con gấu đuổi theo cả hai và đột nhiên một thanh niên nhảy ra và xử lý một con chuột khổng lồ vừa định làm thịt cả hai. Cậu ta đã cho cô gái cây kiếm, còn y dai thì trèo lên cây để chạm mặt với con gấu trúc. Cậu đã mở lời làm quen với con gấu trúc và bị nó hắt xì vào mặt. Nó đơn giản cũng là bị dị ứng vì cậu nhận thấy nó chẳng nhìn vào họ khi đuổi theo. Cậu đã thành công đẩy con gấu rời đi và sau đó có một người mặc vest đội mũ lạc đà tìm đến. Người này tự xưng là giám sát viên tên là Paka. Nó cho biết y dai không hổ danh là ông vua phá đảo. Họ đã qua màn đầu tiên là đánh bại một sinh vật khổng lồ, nhưng Izai lại giải quyết một cách bình tĩnh và qua màn. Họ đều là những người câu view cho chúng và trên tay họ là một bộ đếm về số view mà họ đem lại. Rằng tất cả đều là những người cực giỏi trong một thể loại game nhất định. Thanh niên cầm ô là Oni, một người chơi Sen Goku và cô gái bên kia là Karin, một người chơi game kinh dị. Còn về lý do họ bị đưa đến đây là để phục vụ một mục đích duy nhất, đó là khiến số view đạt mốc 100 triệu. Thời gian chơi của họ là vô hạn nên cứ thoải mái mà cày view họ đã bị đưa đến một lớp tập trung những người sẽ tham gia chơi game cùng họ. Đầu tiên là Izai, giỏi mấy game trốn thoát. Đây là Himiko, giỏi game nuôi dưỡng. Một thanh niên là Kudo dở thái độ với Paka nên nó cảnh báo tối nay ăn tối nó sẽ cho cay để cậu ta khỏi ăn. Quay lại vụ giới thiệu thì Kudo giỏi trong game hành động. Cô gái này là Yuzu, giỏi mấy game giải đấu. Izai nhớ ra cô vì có quen nhau qua mạng. Kế đến thì như đã biết, Karin, game kinh dị. Người tiếp theo là Zakuzo, chung những game cướp bóc. Cả bọn đều biết họ là những sờ chim mơ của một hệ thống kênh. Nhưng tại sao họ lại bị chọn và điều gì sẽ xảy ra khi đủ 100 triệu view? Nhưng ông ta chẳng nói gì. Họ đã điểm qua Oni thì tiến đến người cuối cùng là Aikawa. Một người kiệm lời nhưng chuyên về game hẹn hò. Trên sóng livestream vẫn chưa ai nghe được cậu ta nói câu nào quá dài. Paka muốn bắt đầu vòng 2 thì thanh niên Kudo phản đối nên đã bị đe dọa là sẽ bị nhốt vào căn phòng trắng và chờ đến khi cả bọn đạt đủ view thì thôi. Nhưng cái hại là chẳng ai biết sẽ chờ đến bao lâu, hai người khác đã lao lên đe dọa lại Paka thì ông ta chẳng sợ. Ngược lại thì Izai lại quyết định tham gia vì cậu cũng tò mò về mấy trò chơi này. Hành động của cậu lại vô tình bị Kuzo và Karin khinh bỉ và xem là không não. Cho họ sẽ chơi là cầu cơ bốn người. Nhóm đã được chia và ba người kia đều đã sẵn sàng để chơi nhưng Kudo thì chống đối và không chịu hợp tác. Izai hứa sẽ ăn ớt chuông giúp cậu ta thì cậu ta mới chịu chơi. Lúc cả bốn đặt tay lên đồng xu thì linh hồn đã xin họ nước. Họ cho một ngụm nước hoa và sau đó bắt đầu được linh hồn nói thêm cho nghe mấy thứ khác. Điều ước thứ hai là linh hồn muốn có bạn. Izai quyết định làm bạn với nó thì bị Karin đập cho một trận và lại gọi cậu là tên đần. Họ chỉ cần đáp ứng một yêu cầu nữa của linh hồn. Đột nhiên Izai bị kéo ra khỏi bàn và sau đó là cả tòa tháp. Nhưng cậu may mắn được con gấu trúc cứu và đưa trở về. Cậu phát hiện ai đó phía sau và đó chính là linh hồn mà họ trò chuyện nãy giờ. Linh hồn cảm ơn vì hai điều ước nhưng lại muốn Izai chết chung với nó tưởng y không chấp nhận thì nó bắt đầu lồng lộn lên nhưng y dai đã ôm lấy nó và đồng ý đi cùng nhưng là sau này vì giờ cậu đang có việc phải làm sáng hôm sau cả hội ai nấy đều đã qua màn mới y dai thì được karin xin lỗi vì cô đã đấm cậu trước đây ở trò thứ ba là chơi nuôi dưỡng nên himiko hẳn là sẽ giỏi trong trò này hơn họ phải nuôi dạy sinh vật nở ra từ quả trứng này và rồi để sinh vật trong này thân thiết với một idol của trường t là genji trò này vẫn yêu cầu bốn người ai cũng có quyền chọn đồng đội Izai nhanh chóng hốt Himiko về đội và người cuối cùng cậu chọn là Aikawa. Người cuối thì ai vào cũng được, một vài người không tham gia nên họ đình đùn thanh niên ra Kuzo này vào. Cậu ta nhát gái nên bắt đầu né tránh, Kuzo cười nhạo cậu ta nên cả hai định bem nhau ngay tại chỗ. Oni quyết định không chơi mà đi thám hiểm xung quanh. Thế là sau cùng thanh niên Kuzo lại là người cuối cùng tham gia, cả nhóm sau đó đã bắt đầu ấp quả trứng. Họ cần nhiệt lên đến 38 độ, Izai nhanh chóng tìm lò sưởi nhưng họ vẫn cần đảm bảo cả độ ẩm xung quanh nên phải thường xuyên tưới nước rồi mấy thanh niên đòi luộc luôn cho lẽ khiến Himiko nổi giận vì cô cho rằng họ đang không nghiêm túc trong việc nuôi dưỡng họ sau đó đã ôm lấy quả trứng và cầu nguyện ai nấy đều hy vọng nó nở không thì thành trứng luộc khi đã gần nở thì ai nấy đều buộc phải suy nghĩ về tính cách mà sinh vật trong trứng sẽ có và rồi khi cả bốn đã nghĩ xong thì quả trứng đã nở họ sau đó bất ngờ khi sinh vật nở ra lại là một cô gái có mặt gấu trúc Lý do là vì Izai đã sao nhãng khi nghĩ đến tính cách cho nhân vật nở ra. Kudo chê con gấu trúc quá xấu nhưng Himiko vẫn thấy đẹp vì làm gì có mẹ nào chê con xấu. Con gấu trúc biết là nó đang bị chê nên bắt đầu tủi thân. Nhưng Himiko và Izai đã cố an ủi nó. Aikawa thì đang bắt đầu nhìn chằm chằm nó khiến nó ngại. Trong lúc đó Karin và Yuzu đã rủ nhau tắm nước nóng và Karin phát hiện họ vẫn đang bị quay vì số lượt xem đang bị tăng lên. Tối đó, Bé gấu bắt đầu biết tương tư nên Izai đã gọi mẹ nó đến xem thử. Cả hai nhận ra bé gấu của cả hai đang yêu thầm Aikawa. Kudo thấy vụ này quá nhảm nên ngày mai hãy nhanh chóng xử lý nốt vụ hẹn hò cho con gấu luôn. Nhưng Himiko thấy cậu ta không nghiêm túc thì muốn lấy bom ra trọi. Nhưng hai bên vẫn cãi nhau khiến cô quyết định rút chốt. Trong phút chốc nhà họ sáng nhất đêm khiến Izai muốn mù cả mắt. Sáng hôm sau, họ đưa bé gấu đến trường nữ sinh và bắt đầu việc tác hợp cho bé gấu ở đây. Kudo không chịu mặc đồ gái để tham gia thì ngay lập tức bị loại, lúc vào trường. Ai nấy phải giả nữ vì là trường nữ sinh, nhân vật cần tác hợp là Genji đã xuất hiện. Bé gấu tự ti và sợ sẽ không đến DUOC với Genji. Tiết đầu tiên là nấu nướng và Izai cùng Aikawa đã làm hỏng nên bị đuổi ra. Sau khi mày mò thì cả hai vô tình phát hiện ra tên Genji mà họ cần giao phó con gái là một kẻ đáng ghét và xấu xa hơn vẻ bề ngoài. Đúng lúc này thì bé gấu mang bánh đến tặng ngoài mặt thì nhận chứ sau đó thì ngay lập tức ném xuống đất một cách khinh bỉ và bé gấu lại vô tình thấy được định bịt đầu mối thì tên genji này bị aikawa cho một chai vào đầu nhưng genji chưa ngất mà lại ngất ngây trước nhan sắc của aikawa lúc cậu ta giả gái cậu ta cho thêm một chai nữa để ngất hẳn ai nấy đều thấy cậu ta đỉnh nhưng cũng khá đáng sợ aikawa cũng nhặt cái bánh mà bé gấu làm và bỏ miệng ăn khiến bé gấu càng điếu đổ hơn bé gấu sau đó có làm thêm bánh và nhờ họ gửi cho ông bố với khuôn mặt đáng sợ giúp luôn Bé gấu vẫn không thể bỏ được tên Genji vì cô muốn cảm ơn khi tên này tỉnh lại. Cô đã thành công cảm hóa tên Genji này. Họ sau đó đã cùng nhau ăn bánh và bé gấu bắt đầu có biến chuyển. Cô biết cô và bố mẹ sắp phải chia tay nên đã xin được ôm một lần cuối. Và cứ thế trò thứ hai kết thúc và họ đã nhận được chứng nhận cho trò thứ ba này. Họ đã đưa lại cái bánh cho Kuzo và cậu ta cũng ăn cho bé gấu ở đâu đó được vui lòng. Oni và Zakuzo giờ mới mò mặt về thì nghe trò thứ ba đã xong. Tối đó. Ta biết Ijuu có một chiếc tủ chứa đầy hình của Izai, chứng tỏ cô đã thích thầm nam chính nhà ta. Ngày hôm sau, Oni thông báo về việc trong lúc cả nhóm đang chơi trò thứ ba thì cậu ta và Zakuzo đã tìm được một thành phố không người ở gần đây, nhưng Paka đã nghe lén được việc họ đã làm và kết tội phạm luật. Nó quyết định sẽ biến vòng tiếp theo thành vòng có độ khó cực cao và họ sẽ không được ở trong tòa tháp này đến khi nào xong trò chơi. Những ai bị liên lụy thì cho nó xin lỗi trước và trò thứ tư mang tên tiêu diệt cây ăn thịt giả mạo. Họ đã phải chiến đấu với cái cây rồi chia ra bỏ chạy. Ai nấy đều đi chung và Izai thì đi chung với Kudo sau khi an toàn thì cả hai đã tìm lối thoát thì vô tình gặp Karin. Cô ta tiến đến ôm lấy Izai và rồi hóa thành cây ăn thịt và ngoạm đầu cậu. Kudo đã phải giúp cậu và rồi cùng nhau chạy trốn. Chạy thục mạng thì Kudo đột nhiên ngất đi. Mấy cái cây đuổi đến thì cũng đột nhiên dừng lại. Cậu nghĩ có khi là do mặt trời lặn. Cả hai đã gặp lại Yuzu và mọi người. Cô nhận thấy Kudo chỉ là quá sức nên mới ngất đi. Họ biết được mục tiêu mà họ cần tiêu diệt chính là cái cây đã giả dạng Karin kia, có điều họ không chắc là nó có một hay nhiều con. Iuzu sau đó đã nhờ Oni giúp hộ tống cô đi lấy ít đỏ. Còn Yakuzo và Izai xe đi thu thập giúp mẫu vật của một cái cây. Yakuzo không biết cậu và Iuzu có quan hệ gì thì cậu cho biết cả hai có quen biết nhau. Nhưng cả hai cũng chỉ mới gặp nhau ngoài đời lần đầu. Cậu nghi ngờ giữa cậu và Iuzu hẳn là có một thứ gì đó mà đến chính cậu cũng không biết. Lúc trở về thì họ thấy Kudo đã tỉnh cậu ta cho biết cả nhà cậu bị rối loạn giấc ngủ, nên cậu ta mới phải dùng thuốc để ép bản thân ngủ hoặc là sử dụng hết sức để tự ngủ. Cậu ta bắt đầu sờ chim cũng là để tận dụng thời gian vào buổi tối, Himiko sau đó đã đưa đồ ăn đến. Còn Yuzu và Oni thì vẫn đang tìm gì đó, và cô đã tìm được mớ thuốc để làm thí nghiệm. Nhưng Oni vô tình phát hiện được bí mật về việc cô thích Izai. Lúc trở về, cậu ta nhìn cô thí nghiệm mà còn ớn lạnh hơn. Cậu ta không biết bản thân sẽ ra sao nếu lỡ tiết lộ bí mật của cô cho Izai. Ngày hôm sau, Iuzu đã đề xuất một ý tưởng là đợi đến hoàng hôn và họ sẽ đi tiêm thuốc nào và dễ của bất cứ cái cây nào họ thấy. Izai thấy màu khá đẹp nên Iuzu bắt đầu đút vào miệng và mũi cậu, cả đám hét toáng lên vì vỡ một lọ là chim cút như chơi. Zakuzo muốn biết từ đâu mà Iuzu có được nhiều thuốc như này, cô đã lừa là bản thân mang theo phòng thân khỏi bọn con trai. Vì nhát gái nên cậu ta không hề biết mà tin răm giáp, nhưng Kudo thì méo tin. Paka đã gọi đến thông báo cho họ biết họ vẫn ổn trong tòa nhà này, và chỉ tiêu của họ đã đạt 5 triệu trên tổng số 100 triệu. Nó vui mừng khi được làm giám sát cho nhóm đạt được chỉ tiêu này nhanh nhất, nhưng qua lời của Paka thì chúng có nhiều nơi tổ chức game khác nữa. Nó cho rằng vụ này xảy ra là vì Oni và Jakuzou. Cả hai đã đi linh tinh mà còn đánh cả nó nên nó mới phải trừng phạt. Cả nhóm sau đó đã lên kế hoạch và quyết định chia theo cặp. Để tránh việc bị trà trộn thì họ sẽ tạo ra một mật khẩu chung và mật khẩu là thứ gì đó họ thấy về Karin ai nấy DEU nói ra mấy cái xấu khiến cô đòi xiên luôn cả bọn. Himiko đã đưa bánh pudding đến và nhờ đó họ đã có mật khẩu, ăn xong thì cả đám con trai cắm đầu chạy và để hội con gái ở lại. Hội con trai đã chia cặp ra và Izai muốn Kuzo nếu cần thuốc ngủ thì cứ nói với Paka, nhưng cậu ta không cần. Izai đã biết là Paka đang theo dõi nên đã yêu cầu ông ta một việc. Khi hội con trai họp lại thì họ đã gặp vấn đề khi trước mặt là hai Aikawa, mật khẩu thì vô dụng vì lúc bàn mật khẩu cậu ta ngủ say như chết. Sau một hồi nghĩ cách thì họ nhận ra hai Aikawa này đều là cây, vì cũng tối nên nó đã lại bị hiện hình. Sau khi xử lý thì họ đã về lại căn cứ, họ chỉ còn 5 lọ nhưng Yuzu cho biết cô còn rất nhiều nên cứ thoải mái. Đêm đó, khi ai nấy đã đi ngủ thì Karin lại gọi Izai dậy vì cô cần đi vệ sinh và họ phải hành động theo cặp. Cô muốn Izai phải đứng canh đó chứ không được đi đâu hết, cậu sau đó lại chạy vào nhà vệ sinh nam và bị Yuzu tìm đến. Cô nhận ra y dai trước mắt là giả vì cô đã theo dõi cậu một thời gian dài và những biểu hiện này không thể là của y dai. Cô dứt khoát đâm thuốc vào và đúng thật đây không phải y dai dù nó đã biểu hiện rất giống. Sáng hôm sau, IU du cứ bám lấy y dai vì cô vẫn còn cảm thấy tội lỗi khi ra tay với bản sao của cậu. Nhưng cậu thấy được yêu quý như này cũng hay. Y dai sau đó đã đến gặp Kudo và đột nhiên cậu ta sốc ngang rồi lao đến y dai. Ngày hôm sau, khi Izai mang đồ chơi cậu ta kiếm được đến cho Himiko thì cô thấy Izai có vết thâm trên mặt. Cô đoán ra việc cậu và Kudo đã đánh nhau nhưng Izai thấy cũng không giống là đánh nhau mà chỉ là từ giờ cậu ta sẽ khó để nói chuyện hơn. Izai sau đó đã cố bắt chuyện với Kudo nhưng cậu ta nhất quyết không chịu, dù có hứa ăn hộ ớt chuông thì cậu ta cũng không cần. Himiko cấm cậu ta vứt đi nếu không là hai quả lựu đạn này sẽ rút chốt, cả bọn không hiểu là có chuyện gì giữa cả hai. Iuzu cũng thắc mắc là Oni với Zakuzo lại đi đâu. Cả hai thanh niên lại mò đến khu phố vắng kia và nhận ra nơi này chắc chắn chưa từng có người ở, vì đồ vẫn còn mới nhưng chỉ bị dính bụi, chắc hẳn đây sẽ là một phần của trò chơi. Tối đó, hội bên kia đã chính thức tham gia vòng tiếp theo. Họ được đưa đến một lễ hội và vòng năm sẽ là diệt quỷ. Tối nay làng sẽ tổ chức lễ yên nghỉ và đám quỷ sẽ mò đến để bắt những nữ tu. Họ phải chặn được vụ bắt cóc và cứu toàn bộ nữ tu để chiến thắng. Vì đám quỷ rất mạnh nên Paka sẽ không yêu cầu họ phải xử lý chúng. Baka sau đó đã để họ tự chơi và hãy tìm đến các trưởng lão vì họ có thông tin tốt hơn. Cho này cũng cần tối thiểu 4 người, tối đa là không giới hạn. Nhưng vì cần hành động lén lút nên nó khuyên họ không nên chơi quá nhiều người. Vừa bắt đầu, họ đã định tiến vào căn nhà này để hỏi thông tin. Kudo không muốn liều lĩnh và họ thấy Izai và Kudo trông vẫn ổn chứ chẳng giống đã cãi nhau. Izai thản nhiên bước vào và suýt bị nữ tu đây chém chúng vì nghĩ là quỷ. Oni đã ngăn cô lại và rồi đến diện kiến trưởng làng. Ông cho biết đây là cháu gái ông Kika cô đã nghĩ họ là quỷ nên mới hành động như vậy ông cho biết người dân của ông đang sợ hãi trước quỷ nên họ đã lập một luật rằng khách đến vào tối những ngày này đều sẽ chết nhưng vì được nghe rằng họ đến để bảo vệ dân làng khỏi quỷ nên ông sẽ tặng họ thứ này họ nghĩ là hàng ngon gì đó nhưng đây là áo choàng hiến tế cu đô đòi xử lý trưởng làng vì nghĩ là ông đòi cả đám chết thay nhưng Yuzu thấy đây cũng là ý hay khi họ bị quỷ bắt đi thì sẽ xác định được hang ổ của quỷ ở đâu và cứu hết nữ tu với điều kiện là họ còn sống Kika biết chắc chắn họ còn sống vì đám quỷ thường không ăn thịt con mồi của chúng ngay. Giờ là lúc xác định người chơi, Oni và Zakuzo bị đẩy cho tham gia vì bốn trò trước họ đều không có mặt. Người tiếp theo tham gia lại là Izai và Iuzu cũng đã đoán ra được vì cậu quá nhiệt tình, nhưng họ cần nữ để làm vật thí cho quỷ. Izai sẵn sàng giả gái nhưng trưởng làng cho biết là quỷ chỉ bắt những ai có cơ thể mọng nước. Kudo F. Karin tham gia nhưng cô từ chối và bắt cậu ta nhét bánh bao vào mà giả gái. Jakuzo cho rằng Kudo sẽ không làm được vì mặt cậu ta đê tiện quá thì quỷ sẽ nhìn ra họ đùn Jakuzo đi hiến tế thì cậu ta dọa sẽ cắn lưỡi nếu bị ép Himiko muốn họ bình tĩnh nhưng ai cũng cãi lộn khiến cô lại phải rút bom ra khi ổn định lại thì Yuzu nghĩ ra một ý tưởng và Aikawa là người được chọn vì đơn giản là cậu ta có thể mê hoặc được mọi sinh vật Oni éo tin nên đã bước lên thử nhìn một lúc thì đột nhiên Oni bắt đầu ớn lạnh vì có hiệu quả thật izai vẫn sẽ là nhân vật thứ hai bị hiến tế và cậu bị cấm nói chuyện hoặc bí quả thì giả đại giọng gái mà nói himiko thấy giữa kudo và izai đã làm lành thì họ cho biết từ đầu cả hai đã không hề đánh nhau chỉ là izai đã tự ý xin thuốc ngủ về cho cậu ta nên cậu ta mới đấm vì làm chuyện thừa thãi buổi hiến tế sau đó đã bắt đầu và kika đột nhiên tiếp cận oni từ phía sau vì cô ta chính là quỷ đang định trả thù vụ ban nãy thì oni phát giác ra khiến cô ta phải giấu đi con dao con quỷ khổng lồ sau đó cũng mò đến và không thích vật tế này. Họ nhận ra đó chính là ông trưởng làng biến thái và Kika đều là quỷ, vì giờ đánh nhau sẽ không lại nên họ đã đành chấp nhận để Karin bị bắt đi. Izai đã xin được đi theo vì không muốn để Karin một mình, cả hai bị đưa đi còn Kudo thì cay cú. Cậu ta nhớ lại việc Izai đã tốt với cậu ta ra sao, dù thể lực của Izai có hạn nhưng cậu vẫn nhiệt tình tham gia mọi thứ dù là nguy hiểm khiến Kudo không thể để thua được. Giờ muốn bám theo thì họ cũng không biết cả hai đã đi đâu nhưng iuzu đã đặt máy theo dõi lên vòng cổ của izai nên họ có thể bám theo được sau cùng thì chỉ có oni và zakuzo được đi vì kudo cũng muốn nhưng họ đã nhất quyết là chỉ có bốn người tham gia cả hai cũng chỉ biết tham gia nếu không sẽ bị iuzu trích thuốc độc còn kudo thì quá dễ mất kiểm soát nên để cậu ta ở lại là đúng zakuzo xác định mục tiêu sẽ là cứu người rồi chạy thẳng về chứ không được đánh nhau với quỷ oni không thích trốn chạy vì sẽ làm ô danh cái tên zakuzo cho rằng thà vứt cái tên đi còn hơn là vứt cái mạng trong lúc đó, Izai đã quyết định cậy lồng để thoát, nhưng sức cậu quá yếu nên chỉ đành luồn qua, đúng lúc này thì Kika mò đến nên cậu đành sủi trước. Hai thanh niên kia thì đã phát hiện vị trí của trưởng làng, và họ cũng gặp lại cả Izai, cậu đã dẫn hai đứa bạn đến chỗ họ đã bị giam giữ và cho biết Karin vẫn ổn. Chỉ là cô đã bị Kika lột đồ và bắt mặc đồ hầu gái. Việc cậu thấy Karin không mặc gì cũng là miễn cưỡng, Karin lúc này đang bị bắt phục vụ con mụ quỷ nếu không nó sẽ gọi ông đến dẫm bẹp họ. Những hầu gái khác khuyên cô nên làm theo. Nhóm Izai nhận thấy Karin vẫn chưa bị đe dọa nên họ có thể từ tốn mà lên kế hoạch. Họ nhận ra nơi này có ba cái tháp. Một trong số đó là nơi Izai vừa bị nhốt nên họ sẽ chia ra tìm ở những tháp còn lại. Oni thấy Izai không mang gì dưới chân nên đã đưa hai cái băng để cậu quấn tạm. Cậu đã tìm đến chỗ của con tin và được biết là Kika đang giữ chìa khóa. Cậu quyết định đi tìm chìa khóa ở căn phòng đầu tiên và ngay khi vừa tìm được thì đã bị trưởng làng phát hiện và đánh ngất. Ông ta tính xử luôn thì bị Paka tìm đến ngăn lại. Paka muốn đòi lại Izai vì cậu cần thiết cho trò chơi của ông ta, nếu trưởng làng từ chối thì Paka sẽ reset lại cả khu vực này và khiến ông ta không còn được ở cùng cháu gái. Bị đe dọa khiến ông ta quyết định thỏa hiệp và trả Izai lại. Cậu sau đó tỉnh lại và cảm ơn Paka, cậu muốn cùng ông ta làm bạn và muốn cùng ông thoát khỏi nơi này, nhưng Paka không thể vì ông ta có một lời hứa cần phải thực hiện. Trong lúc đó, Oni nhận thấy Zakujo đang sốc gì đó. Cậu ta cho biết là em gái cậu ta từng ở đây. Hai năm trước, em gái cậu ta đã chơi một tựa game. Và ngay khi cô vừa hoàn thành nó thì đột nhiên biến mất trước mắt cậu ta. Cậu ta đã dùng hai năm để tìm manh mối, trong khi gia đình thì đã bỏ cuộc. Cậu ta đã đặt cược vào cơ hội cuối là để bị bắt khi hoàn thành trò chơi. Oni nghĩ là có thể em gái cậu ta đang bị giam ở tháp nào đó. Izai thì cũng đã đi được 30 phút. Cậu ta đã đi tìm và phát hiện Izai đang nằm giữa sàn. Cả hai đã cùng nhau đi cứu con tin và trong đó cũng có cả Karin. Iuzu thì đã xem mọi chuyện qua camera và vẫn không hiểu sao y dai lại khóc khi không mời được Paka đi chung Oni đã chỉ họ ra sau một tòa tháp rồi đi về phía cột khói mà những người còn lại dùng làm móc Kika mò đến và tức giận khi toàn bộ người hầu đã đi mất nhưng cô ta thấy Jakuzo trông khá quen cậu ta mất bình tĩnh và ép cô ta nhớ lại chuyện đã xảy ra Oni đã chặn cậu ta lại và đuổi về vì đám không giữ được bình tĩnh thì chỉ ngáng đường cậu ta bỏ về còn Kika đúng là chẳng nhớ gì vì cô ta làm gì nhớ được hết mặt của các người hầu mà cô ta bắt. Oni nghe vậy thì biết bản thân có thể toàn lực mà ra tay, cô ta lại ỉ vào ông mình nhưng ông lần này không đến khiến cô ta bắt đầu tái mặt khi Oni rút kiếm ra. Cậu ta không hề ra tay mà chỉ cho rằng cô ta nên bớt dựa dẫm vào ông. Thấy được tha nên cô ta bắt đầu khịa lại Oni vì cậu ta và ông không hòa thuận như cô ta, nhưng cậu vẫn bỏ đi và gặp lại Zakuzo để cùng ra về. Vài ngày sau, họ được paka dẫn đến một điện thờ sa mạc và họ sẽ vào đây thám hiểm để đoạt lấy chìa khóa từ nơi sâu nhất có điều số người tham gia chỉ có hai và phải là một nam một nữ người được chọn là himiko và kudo cặp này không ổn lắm và paka cũng ghen tị nên dọa là sẽ để kudo chết trong một cánh đồng toàn ớt izai xin đi thay thì yuzu cấm vì tay cậu đang bị thương cậu tiếc cái danh hiệu tham gia đầy đủ mọi trò nhưng yuzu vẫn cấm izai cố động viên himiko rằng kudo thật sự rất tốt bụng Jakuzo thì lại cứ bày trò khích tướng kudo khiến cậu ta hăng máu đòi choảng nhau paka đã cản cả hai lại và đặt ra một điều cấm đó là không được nói dối trong bất kỳ hoàn cảnh nào lúc cùng thám hiểm bên trong himiko cố tử tế nhưng bị kudo tặc lưỡi khiến cô rén vì sợ sẽ chọc giận kudo còn cậu ta thì cố tỏ ra vẻ cứng rắn chứ đi gần con gái thì cũng run thấy miệng không muốn cứ im lặng nên kudo muốn himiko nói gì đó cô nhận thấy mắt cậu ta thâm hơn nên biết là gần đây cậu ta còn thiếu ngủ nhiều hơn trước cậu ta nói dối về việc ngủ đủ và khiến cả ngôi đền tối sầm lại xác ướp cũng kéo đến một đàn trong lúc đó thì cả hội ngoài kia vẫn đang tận hưởng sự mát mẻ gần một ốc đảo zakuzo đã xin lỗi oni vì lần trước đã để bị mất kiểm soát oni có hỏi cậu ta thấy sao về izai vì oni đang tỏ ra nghi ngờ izai đang che giấu gì đó quay lại trong kia vì đã phạm điều cấm nên cả hai chỉ còn cách là xông thẳng qua khi đến được phía ánh sáng thì xác ướp đã giật và làm rơi chiếc mũ của kudo khiến himiko phải liều mình giữ lại cậu ta phải đến giữ cả himiko và rồi rơi xuống chung khi tỉnh lại cậu ta thấy himiko cứ ngồi nhìn chằm chằm khiến cậu ta giật mình trong lúc đó iuzu đang cố dùng karin để thỏa mãn việc che giấu tình cảm với izai oni đến cắt ngang và cho biết izai đang ngồi buồn rầu vì không được tham gia nên iuzu nhanh chóng đi an ủi cậu ta sau đó đã bắt đầu điều tra từ karin về việc iuzu và izai dường như có quen biết nhau quay lại với trong kia cả hai không tìm được lối thoát ở đâu nhưng đột nhiên có một bức tường với cái mặt của paka trên đó bức tường phát ra tiếng và nó muốn trừng phạt họ vì đã nói dối kudo không thích và bắt đầu sinh sự với bức tường khiến nó bắt đầu hạ trần nhà xuống himiko đã cầu xin nó dừng lại nó muốn cả hai trả lời thật lòng ba câu thì mới cho thoát ra câu một là kể về tình đầu của họ kudo lại bắt đầu khó chịu và sinh sự với nó khiến nó lại hạ trần nhà xuống cậu ta nói bản thân chưa có tình đầu và được chấp thuận vì nó là sự thật còn Himiko thì dù khá ngại nhưng vẫn nói ra đó là cậu nhóc ở đối diện nhà, vòng hai là tính cách. Nó nhả ra một con Slim sẽ biến thành người luôn ủng hộ cả hai nhất. Đó là Izai, còn Zakuzo đã tìm đến Paka để hỏi ông vài chuyện. Nhưng ông ta lấy phòng trắng ra cảnh cáo cậu ta vì sớm muộn gì cũng có một người phải vào. Aikawa đã tìm đến để kéo Zakuzo đi trước khi cậu ta đi quá chớn. Quay lại trong kia, bức tường muốn họ nói ra năm điểm tuyệt vời nhất của Izai. Himiko qua rất nhanh và kế đến là Kudo cậu ta không nói thì trần nhà liền hạ xuống cậu ta đã phải dứt khoát nói ra năm thứ cậu ta thích ở y và thành công đến với câu hỏi cuối thú tội hội của y ngoài kia đã ngồi chờ hai người chơi trở về và họ cũng đã nhanh chóng thoát ra và còn cầm thêm còn slim trước đó bức tường bắt họ phải thú nhận một tội lỗi mà bản thân đã gây ra himiko đã thú nhận luôn việc cô đã hại chết anh trai ngày hôm sau himiko đã nhận nuôi con slim và bắt đầu huấn luyện nó Kudo không thích vì nhìn nó có mỗi cái đầu của y dai thấy ghê vãi linh hồn. Kudo vẫn còn nhớ đến vụ hôm qua về lời thú tội của Himiko. Lúc ra về, cô đã kể lại rằng bản thân từng có anh trai nhưng cô chỉ biết là vì bản thân mà anh trai đã phải ra khỏi nhà và rồi mất tích. Giấy chứng tử sẽ được gửi đến nếu mất tích được 7 năm. Cô nghĩ anh trai có lẽ đã chết và tự trách bản thân chính là lý do. Họ sau đó đã đến với màn 7, trốn tìm. Nhưng nó sẽ không dễ vì họ sẽ phải trốn khỏi ba con robot chết chóc này giới hạn chỉ ở tầng 6 đây và họ không thể đi đâu ngoài tầng này. Nếu ai bị robot bắt được thì sẽ bị nguyền. Đến lần thứ hai thì mắt sẽ là thứ bị lấy đi, họ được trốn trong những căn phòng ở đây trong một tiếng. Và mỗi 15 phút thì Paka sẽ rung chuông và khiến robot hiếu động hơn. Để hoàn thành thì bắt buộc tất cả phải còn sống, trò chơi sau đó đã bắt đầu. Hội con gái đã vào một phòng để trốn và nếu họ bị bắt được lần đầu tiên thì sẽ phải có một người chưa bị bắt tìm đến để giải vây cho họ, vì nếu đi bị bắt đến hai lần là thua hai thanh niên hay chạy lung tung cũng đã trốn chung một phòng. Aikawa vào một mình một phòng, Izai và Kudo cũng một phòng. Họ nhớ lại việc Yuzu đã bàn rằng họ sẽ phải chia ra sao để ở lượt chuông thứ tư vẫn phải còn một người chưa dính nguyền và ở lượt cuối sẽ là canh bạc lớn. Sau khi chuẩn bị đầy đủ và đi trốn thì lượt chuông đầu tiên đã vang lên, ba con robot đã được khởi động và đen đủi thay khi ba cô gái lại là những người bị ghé thăm đầu tiên. Hai thanh niên hay chạy rông cũng bị tóm và thế là ở lượt đầu đã có đến 5 người bị nguyền. Họ bị tước mất tầm nhìn tạm thời và nếu còn để bị bắt lần nữa thì xác định. Iuzu đã đi tập hợp đám con gái lại, còn hai thanh niên kia thì đã được Kudo và Izai qua giải nguyên giúp. Kudo thì cười như được mùa khi nhìn mặt Zakuzo lúc bị che mắt khá là thiểu năng. Họ nhận thấy tỷ lệ kiểu này vẫn bị dính quá cao nên đành phải chia nhỏ ra nữa. Sau khi chỉnh đốn lại thì lượt chuông thứ hai đã bắt đầu. Và lần này là Izai và Kudo dính trưởng, đang định đi tìm người giải nguyên giúp thì đột nhiên vòng ba bắt đầu lúc nào không hay hai thanh niên chỉ đánh núp co rúm trong phòng và tạm thời chưa bị phát hiện y dai lỡ hắt xì nhưng may mắn là quỷ vẫn chưa tìm ra họ thành công qua được vòng thứ ba nhưng kết quả là 7 trên 8 người đã bị bắt hy vọng đặt lên vai aikawa cả đám đều không thấy đường nên phá banh chành cả căn phòng aikawa giờ mới đến và thấy cảnh tượng loạn lạc này thì chán chả muốn nói cậu ta lần lượt giải nguyên cho cả đám và cho biết bản thân may mắn thoát được do kẹt trong giường và không bị bắt một phút nữa thì lượt cuối sẽ bắt đầu và họ quyết định giúp hết trong một phòng được ăn cả mà ngã là chim cút, và khi lượt chuông phát ra thì sau đó là tiếng Paka chúc mừng vì không ai bị nguyền. Ông gọi một người xuống tầng 1 để lấy chìa khóa chiến thắng cho vòng này. Ông nhận thấy họ chơi khá tốt khi vẫn còn đầy đủ thành viên. Paka đã thông báo cho họ biết việc họ có thể thư giãn đêm nay và phòng tắm lộ thiên ở tầng 30 sẽ được mở nên họ có thể tận hưởng nốt đêm nay. Tối đó, Oni đã điều tra mớ thông tin cậu ta mò được từ phòng của Yuzu. Cậu ta biết tổ chức của Paka đã điều tra rõ về 6 người bọn họ nhưng Izai và Yuzu thì không hề có thông tin gì. Izai sau đó thấy chán nên bắt đầu rủ cả bọn đi tắm ở suối nước nóng, nhưng chẳng ai có ý định muốn đi. Định hỏi Oni thì có vẻ cậu ta đang nghiêm túc hỏi Yuzu chuyện gì đó. Nghe cả hai nói màu của mỗi người là gì gì đó nên Izai đã đứng lên hỏi thì họ cho rằng đó là màu đồ lót. Cả bọn con trai sau đó cũng cùng nhau đến hồ nước nóng trước vì đám con gái cần chuẩn bị nhiều hơn. Vừa đến nơi thì Paka đã ngồi ở đây từ trước. Cả đám sợ lây bệnh gì đó từ ông ta nên khi Izai xuống nước thì đã hỏi cậu có ngứa hay gì đó không, Paka đã cho Izai biết một bí mật rằng họ đang ở cạnh phòng tắm nữ. Cả đám nổi khùng và đuổi ông ta đi, còn ông ta thì lại nghĩ được trò vui. Ông ta đã ra ngoài và cầm lên hai tấm bảng của hai nhà tắm và quyết định đổi chỗ. Hội con gái sau đó đã kéo nhau vào và đám con trai buộc phải trốn. Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ lú mặt cho Karin thấy thì đống camera mà Paka đưa đến đã minh họa cả đám lo sợ sẽ có thảm sát nếu Karin thấy mặt họ. Họ biết giờ kể cả thoát ra thì lỡ sau này Karin phát hiện được thông qua đống camera thì họ cũng chết. Izai muốn họ chọn, một là thỏa mãn trong một khoảnh khắc, hai là sống sợ hãi cả đời, nhưng cả đám đã nghĩ ra một việc, rằng họ đã ở đây trước nên về lý thuyết thì họ mới là người bị nhìn trộm. Izai quyết định cả bọn sẽ ảo ra dần mặt trước. Tuy nhiên khi đã xác định là sẽ làm thì họ lại đùn Izai đi trước, cứ đùn đẩy khiến cả đám bị Karin phát hiện cô quyết định thanh trừng cả đám và khi himiko tìm đến thì cô đã phải rút bom ra để ngăn mọi thứ lại paka lại là người hưởng lợi vì lượt xem tăng chóng mặt tối đó oni phát hiện qua hồ sơ thì biết ông cậu đang trong tình trạng nguy kịch dù ghét ông nhưng cậu ta cũng đã vác kiếm đi tìm paka để trốn thoát sáng hôm sau jakuzo hốt hoảng chạy đi khắp nơi vì oni đã mất tích cậu ta lúc này đã bị bắt và bị paka ném vào phòng trắng cậu ta cố chống cự dù đang bị gây mê Paka cứ thế nhốt cậu ta lại đợi khi nào đủ view thì thả. Khi về lại thì ông ta đã bị cả đám chờ sẵn để chất vấn. Ông ta muốn họ tiếp tục với 7 người nhưng Izai đã đứng lên chống đối và sẽ không chơi nếu không có Oni. Cậu sẵn sàng để bị nhốt trong phòng trắng để được ở cạnh bạn bè. Ai cũng chống đối nếu Paka không thả người. Bị gây sức ép buộc Paka phải thỏa hiệp. Sau khi quyết định thì ông ta đã tập hợp mọi người lại và tuyên bố là sẽ cho họ 72 tiếng để cứu Oni. Họ phải tìm ra mật mã của cánh cửa này và đáp án nằm trong 30.000 mảnh ghép này. Một trong số đó sẽ khác biệt so với mớ còn lại. Ông ta bày ra vụ mảnh ghép là để yêu du hiểu vị trí của cô. Cô không muốn phí thêm thời gian nên bắt đầu luôn công việc. Trong lúc đó, Oni đã nhận ra em gái Zakuzo có thể đã bị nhốt vào phòng trắng nên mới có cái vòng tên ở như cậu ta đang có. Cậu ta vô tình tìm ra một lối đi bên dưới sàn nhà và quyết định thoát ra bằng đường này. Hội ngoài kia thì đã tìm ra cách để xử lý vì những mảnh ghép đúng khi ghép lại sẽ mất đi con số bên trên. Còn Oni thì đã tìm được lối thoát và gặp hai kẻ ở hành lang này. Cả hai người này là Hizo và Nanami. Họ đều có vẻ là những người chơi và đang chống đối lại Paka. Cậu ta bị dí điện ngất đi và khi tỉnh lại thì vô tình gặp được Sakura và cũng là em gái của Zakuzo vì cả hai nhìn rất giống nhau. Nanami và Hizo đã trở lại và họ xin lỗi vì đã dí điện vì cần biết Oni là bạn hay thù, nhưng vì có thể tên nên hẳn là bạn. Trong lúc đó, Yuzu đang cố động viên mọi người giúp đỡ cô giải hình nhưng dù tỏ ra là người bình tĩnh nhất nhưng cô lại đang là người căng thẳng nhất. Còn Nanami thì đã cho Oni biết việc cậu ta đến từ đại lộ 9. Còn hai người kia thì từ đại lộ 11, nhóm của Oni là từ đại lộ 13. Cứ sau một năm thì một nhóm mới sẽ được đưa đến và số đại lộ cũng sẽ tăng thêm một. Có nghĩa là Nanami đã ở đây suốt 4 năm, họ đang ở một hòn đảo ngoài biển và thường xuyên sẽ có tiếp tế đến đây. Paka sẽ không để họ thấy được những điều đó, chỉ những ai bị loại mới có thể thấy được toàn cảnh đột nhiên hizo chạy vào cho biết là sakura đã biến mất bên izai thì vẫn đang tích cực giải hình nhưng himiko thì đã buồn ngủ aikawa dù là người hay ngủ nhất thì cũng cố gắng để thức mà giúp đỡ cứu người oni đã tìm được sakura và cô cho rằng hai người kia đang bao bọc cô hơi quá cô đã hỏi về anh trai thì được biết zakuzo vẫn ổn cả hai sau đó đã đi chế tạo gì đó và oni nhận ra sakura thích nanami Thấy tội cho Hizo nên cậu ta hứa sẽ nhẹ nhàng với cậu nhóc khi trở về, cả hai sau đó đã đi xuống nước và bị một sinh vật gì đó lởn vởn xung quanh. Còn Yuzu lúc này đã nhận ra là họ không thể nào kịp, nhưng Karin đã xin cô hãy cố gắng đừng bỏ cuộc quá sớm vì ai cũng đang trông chờ vào cô. Cô bắt đầu làm phép tính và Karin cho biết cô nhớ mọi số mình đã thấy nên Yuzu đã có hy vọng rằng họ có thể qua được. Còn Oni và Sakura lúc này nhận thấy sinh vật mà họ lo ngại chỉ là một con cá vàng hơi to một chút. Họ định quay về thì đột nhiên Oni bị kéo xuống và con cá trông đáng sợ hơn ba nãy. Hizo bắt đầu lo vì Oni cũng biến mất nên Nanami quyết định đi chung nếu cậu ta thấy lo. Paka lúc này với nhận ra Oni đã biến mất, Iuzu lúc này đã làm ra một thuật toán để có họ thể xác định được mảnh nào sẽ nằm ở vị trí nào. Và nếu sau khi xác định mà thấy số này bị dư ra thì đấy sẽ là mật khẩu. Còn bên Oni thì cậu và Sakura đã được Nanami đến cứu, cậu ta cho biết con cá vàng này là từ hồi cậu ta chơi đến giờ. Nó cứ bám theo họ nên Nanami phải luôn thủ sẵn vũ khí nếu nó manh động. Còn Yuzu sau khi sắp xếp lại lịch trình thì cô cho phép mọi người đi nghỉ vì đến nay chỉ mỗi Izai và Aikawa là chưa từng nghỉ ngơi lần nào. Họ đã tin tưởng Yuzu và để cô lại mà đi nghỉ. Cô đã giữ Karin lại để làm động lực tiếp tục, còn nhóm Oni thì đã cùng trở về ăn uống và nghỉ ngơi. Oni lo rằng Paka hẳn đã biết về lối thoát này của họ và muốn lợi dụng Oni để tóm mọi người. Nhưng Nanami sẵn sàng chiến đấu nếu điều đó xảy ra. Iuzu thì sau một thời gian dài gắng sức thì cũng đã đổ bệnh buộc Karin phải chạy đi gọi người giúp. Paka đã đến giúp cô trong âm thầm và cho cô lời giải đồng thời muốn cô đừng bao giờ quên chủ nhân của cô là ai. Oni lúc này đang tâm sự với Sakura thì nhóm trên kia cũng đã mở được cửa và tiến vào, Hizo đã cấp tốc chạy về báo lại rằng nhóm bạn của Oni đã tìm đến. Nanami đang phải chặn cửa và họ đã đe dọa sẽ phá cửa sau 10 giây, may mắn là Hizo đã đưa Oni đến kịp. Sakura hy vọng Oni sẽ giữ bí mật giúp cô vì cô chưa thể bỏ rơi hai người bạn ở đây được. Cậu ta sau đó đã chia tay ba đứa bạn mới để quay về với bảy người bạn cũ. Cậu ta sau đó đã đến thăm Yuzu khi nghe tin cô vì cố quá sức mà ngất đi. Yuzu đã ổn nhưng Karin chưa cho phép cô xuất viện. Cậu ta đã hỏi thẳng cô về vụ tài liệu mà cậu ta tìm được thì cô thú nhận bản thân là người ghi chép của Paka. Cô có vai trò như một chiếc máy quay ở trong nhóm này và ghi chép mọi thứ về họ để gửi cho Paka. Cô vốn tham gia chỉ vì muốn biết thêm về Izai, vì thông tin cô có về cậu gần như bằng không. Cô sẵn sàng chịu phạt nếu Oni công bố chuyện này ra cho mọi người. Nhưng cậu ta chỉ muốn biết cô là bạn hay thù, chỉ vậy. Nhưng dù là gì thì cậu ta cũng sẽ giữ cô lại để còn có người nói chuyện phiếm. Cả hai quyết định đình chiến và một lúc sau thì Jakuzo mò đến để đưa Oni đi. Ngày hôm sau, cả nhóm đang ngồi tán nhảm thì Paka mò đến. Ông muốn thông báo cho họ về trò chơi tiếp theo nhưng ông ta không dám vào vì họ vẫn còn ghét ông sau vụ lần trước, ai cũng nhìn ông với ánh mắt của rác rưởi. Izai đã động viên ông tiến vào vì cậu không để bụng nữa, Paka đã vui mừng thông báo việc họ đã chính thức đạt được một nửa chặng đường và đạt được 50 triệu view. Ông sau đó đã đưa họ đến nơi tổ chức trò tiếp theo, và nơi ông đưa họ đến là một căn phòng với máy móc để họ sẽ kết nối vào thế giới ảo. Izai thấy đây giống phòng ngủ đông cậu giải thích cho kudo biết phòng ngủ đông là gì và sau đó đã chính thức bắt đầu trò chơi thứ chín khi tỉnh dậy cậu thấy xung quanh là bốn đứa bạn đã bị hóa thành trẻ con paka cho biết bốn người sẽ chơi trò chơi này và gây dựng hảo cảm với bốn người bị biến thành trẻ con họ sẽ phải giúp bông hoa trên đầu bốn đứa trẻ nở hoa và để làm việc đó họ phải khiến bốn đứa trẻ thích mình nếu không thắng được thì bốn người bị hóa trẻ này sẽ không thể tỉnh dậy được ở thế giới thật kudo khiến himiko thấy sợ nên karin đã dỗ dành cô iuzu thì bám lấy izai Oni thì được Jakuzo lo liệu còn Aikawa thì nấp một góc để ngủ trông khá cô đơn họ sau đó đã đưa bốn đứa trẻ đi ăn Karin không hiểu sao họ phải ăn đồ con nít thì Izai cho rằng họ cần hiểu con nít hơn Kudo bỏ ớt đi khiến Himiko khóc nháo lên nên Karin đã gọi Slim tấn công Jakuzo cũng vứt đi việc nhát gái để dỗ dành Himiko họ chưa biết phải làm gì vì chỉ có Himiko và Aikawa là giỏi việc này và nhìn xem giờ họ đang là con nít Izai đã cho Himiko một miếng trứng và khiến cái cây bắt đầu mọc nụ hoa Cậu nhận ra họ phải cười nhiều hơn, Zakujo thì cứ đeo khẩu trang, Karin thì hay câu có còn Kudo thì khỏi nói, Karin đã dùng đùi để dụ dỗ Oni và khiến cậu ta nở lên một cái nụ khá to. Zakujo cố gắng quan tâm đến Aikawa thì cậu ta lại u ám hơn bình thường, vốn dĩ từ nhỏ. Aikawa đã phải sống trong những cuộc cãi vã của cha mẹ, chị hàng xóm là người duy nhất thân thiết với cậu ta. Sáng hôm sau, Izai đã bắt đầu cố gắng làm thân với Aikawa. Himiko thì cũng đã nở hoa. Còn Oni và Yuzu thì sau khi được Karin dẫn đi tắm thì cũng nở hoa. Nhưng hoa này mắc cười vãi ra, Paka sau đó đã gọi đến và cho biết họ đã hoàn thành trò chơi khi giúp ba trên 4 bông hoa nở ra. Ông ta gọi người đi nhận chìa khóa, nhưng họ vẫn muốn giúp cả Aikawa mọc lên nên Paka cho họ đến ngày mai vì trò thứ 10 đang chờ. Ba cô cậu kia cũng đã trở lại như thường và giờ họ phải tìm cách nào đó để giúp Aikawa. Họ đã chơi đủ trò trong suốt một ngày nhưng chưa một lần nào khiến Aikawa lay động. Tối đó, Izai đã một mình đến buồng ngủ của Aikawa và hy vọng cậu ta có thể chấp nhận mọi người làm bạn. Cậu ta vốn dĩ chưa từng được ai yêu thương, nhưng nhờ tình cảm với những người bạn thì cậu ta đã thức tỉnh. Sáng hôm sau, cậu ta đã bắt đầu mọc lên nụ hoa. Họ đã để ra Kuzo nói những lời yêu thương với Aikawa và thành công giúp cậu ta mọc lên một quả đầu sủ. Trò chơi đã hoàn thành nhưng Paka cho rằng cuộc chơi giờ mới bắt đầu gay cấn. Sáng hôm sau, Izai đến thông báo về việc Aikawa có thể đã có người yêu vì cậu ta ban nãy đột nhiên ôm lấy Himiko. Cả bọn nghĩ là như Aikawa cũng phải có ít nhất năm hoặc sáu cô người yêu, sẵn đây Oni cũng hỏi là có ai có người yêu hay không. Nhưng cặp đôi bí ẩn thì còn không biết đến người yêu là gì, Karin thì học trường nữ sinh, Zakuzo thì nam sinh, Kudo thì chắc là khỏi. Lúc Aikawa tìm đến thì họ đã hỏi về tên cô gái mà cậu ta đã nói là ai thì cậu ta đột nhiên đỏ mặt rồi lại im lặng. Họ bắt đầu đoán về tuổi của bạn gái Aikawa và chỉ Izai nhận thấy cô bạn gái đó lớn tuổi hơn Aikawa. Paka sau đó đã thông báo họ bắt đầu trò tiếp theo, nhưng đây sẽ là trò chơi thưởng. Họ sẽ được phát xu với mỗi trò chơi hoàn thành, với số xu họ có thì họ có thể đổi thưởng. Nhưng phần thưởng toàn là đồ có hình Paka, ngoài Izai thì ai cũng không thích. Nhưng có một vật phẩm là quyền lấy mọi thứ mong muốn trong phạm vi trò chơi. Họ sau đó đã bắt đầu chơi, Karin đi chơi đoán bài to nhỏ hai thanh niên cục xúc chuyên gây sự thì đi chơi máy sổ số, Cả hai thanh niên nhanh chóng quay ra cãi nhau và đánh lộn vì Kudo cho rằng Zakuzo là thằng nhát cái khi chỉ chơi một xu một lần. Iuzu đã kéo Aikawa đi chơi đặt cược cho mấy cái cây đánh nhau, mấy cái cây đã hóa thành những người được chọn và cái cây giả dạng Kudo là thứ bị ăn đập nhiều nhất. Cậu ta cổ vũ cho cái cây mô phỏng bản thân dù cược là cược cho cây khác và cái cây cậu ta cổ vũ đã thắng. Và dù thắng hình thức nhưng tiền cược của cậu ta thì mất hết. Himiko có khá nhiều xu vì cô chẳng thích chơi gì liên quan đến đỏ đen. Họ có cần thì cô sẽ cho. Oni và Jakuzo có tìm được một khu vui chơi khác. Có khá nhiều ống nước ở đây và Oni đã nhảy xuống và bắt đầu đi nhặt xu trong này. Đúng rồi đó. Đây là Mazio. Khi cậu ta trở lại thì Oni đã thành Super Oni. Sau một tiếng đổi trò với nhau thì cả nhóm đã tiến đến một trò chơi dạng xúc sắc. Izai đã đi trước và đến ô đoàn tụ với gấu trúc và được thêm ba bước. Cậu ta sau đó bị đưa vào đầu trường và phải đấu với một đống slim hợp thể, nhưng Izai nhận thấy nó muốn kết bạn nên đã tiến đến ôm lấy nó. Cả bọn thấy chán nên bỏ đi, Izai vẫn chơi tiếp và Himiko đột nhiên thấy cậu bị rơi mất khi đi lượt hai. Oni lúc này đã đi đổi thưởng về và bắt đầu khui, đột nhiên Himiko đến thông báo về chuyện của Izai. Paka cho biết là cậu đã rơi vào bẫy và nếu hết giờ vẫn chưa về thì sẽ kẹt mãi, có điều giờ người còn su là Karin. Nhưng cô không chơi nổi trò này, và Aikawa thì lại mới thắng đậm nên cậu ta có thể giúp. Họ đã nghĩ ra cách là dùng số su để đổi thẻ yêu cầu mọi thứ, nhưng số su Aikawa mới thẳng chỉ đủ một nửa. Nhưng nếu họ ôn in số su này vào một game để nhân đôi thì sẽ đủ, nói chung là được ăn cả ngã ăn đờ bờ. Aikawa sẵn sàng dùng su để cứu Izai và trò duy nhất họ nghĩ là có tỷ lệ thắng tốt nhất là trò đoán bài lớn bé kia, và vừa vào thì bài của Paka đã là 8. Con số nằm giữa và khó để đoán nhất, thời gian thì chỉ còn 3 phút. Đột nhiên tất cả nghĩ đến y dai và đều chọn cao hơn và họ đã thành công đưa được y dai trở về. Màn thưởng đã chính thức được qua, một thời gian trôi qua thì họ đã thành công đến được cột mốc 70.000. Ai nấy đều nhận thấy họ đã làm rất tốt, nhưng vì trò chơi vẫn còn thì vẫn chưa ai biết được phía sau sẽ có gì. Nhưng y dai vẫn trông chờ cái kết đẹp sẽ đến với họ, trò chơi thứ 10 bắt đầu cũng là lúc bộ phim khép lại. Hy vọng phim sẽ có phần 2 vì thực sự nó khá hay, còn bây giờ thì tạm biệt.